choáng với nhận định về cái tên thay thế ông Võ Văn Thưởng. Kính thưa quý vị, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã từng nói, một dân tộc, một đảng, một con người ngày hôm qua là vĩ đại, có sức hấp dẫn lớn, không nhất định hôm nay và ngày mai vẫn được mọi người yêu mến và ca ngợi, nếu lòng dạ không còn trong sáng, nếu xa vào chủ nghĩa cá nhân. Những ngày qua, Việt Nam nổi bật với các thông tin, đó là Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng xin từ chức. Đã có rất nhiều đồn đoán xoay quanh câu chuyện này, khiến truyền thông trong nước nhà dậy sóng. Tuy nhiên, không chỉ việc thay máu trong đội ngũ cán bộ cao cấp Việt Nam khiến trong nước hoang mang, mà truyền thông quốc tế cũng có nhiều đồn đoán. Và rất nhiều chuyên gia đã đánh giá phân tích về sự kiện này. Vậy truyền thông quốc tế đã nói gì và bình luận như thế nào? Chúng ta cùng tìm hiểu qua video này nhé. Trước tiên, chúng ta cùng tìm hiểu xem truyền thông Trung Quốc nói gì. Observer New World đã tham khảo ý kiến của giáo sư Triều Úy Hòa, chuyên gia về Việt Nam và giám đốc trung tâm quan hệ giữa Trung Quốc và các nước láng giềng tại trường Đại học Phúc Đán cho rằng, bất kể lý do từ chức là gì, ông Võ Văn Thưởng đã lập hai kỷ lục là chủ tịch nước trẻ nhất trong lịch sử Việt Nam, chỉ mới 53 tuổi khi nhậm chức ngày 2 tháng 3 năm 2023, mới nhậm chức được một năm, trở thành chủ tịch với nhiệm kỳ ngắn nhất tính đến thời điểm hiện tại. Hiện nay, Phó Chủ tịch Võ Thị Ánh Xuân lại đang thay mặt đất nước cho đến khi Quốc hội Việt Nam bầu chủ tịch mới. Hệ thống tứ trụ gồm Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Việt Nam, Chủ tịch nước, Thủ tướng Chính phủ, Chủ tịch Quốc hội là biểu hiện bên ngoài của quyền lực cao nhất ở Việt Nam. Sau cái chết của nguyên Chủ tịch nước Trần Đại Quang đã đạt được sự đồng thuận về vấn đề người kế nhiệm. Khi người lãnh đạo cao nhất của đất nước vắng mặt thì tình huống khẩn cấp thì những người đã giữ chức vụ Ủy viên Bộ Chính trị từ hai nhiệm kỳ trở lên mới được đảm nhiệm chức vụ Chủ tịch hoặc Tổng Bí thư trong trường hợp có tình huống bất ngờ. Nếu vẫn tuân thủ các quy định trên thì hiện chỉ còn 3 ứng cử viên đủ tiêu chuẩn, ngoại trừ Tổng Bí thư lớn tuổi Nguyễn Phú Trọng. Đó là đương kim Thủ tướng Phạm Minh Chính, đương kim Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và đương nhiệm Bộ trưởng Bộ Công an Tô Lâm. Chúng ta có thể phân tích từng lựa chọn mà ba người này hiện đang đối mặt. Và cá nhân giáo sư Trương Úy Hòa của Trung Quốc đã nhận định Phạm Minh Chính là người nắm giữ vị trí Thủ tướng nòng cốt của chính phủ và có trách nhiệm lớn nên khó có khả năng ông sẽ đảm nhiệm trong hệ thống tứ mã của Việt Nam. Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Việt Nam đứng thứ nhất, Chủ tịch nước đứng thứ hai là Nguyên thủ quốc gia Việt Nam, Tổng Tư lệnh các lực lượng vũ trang, Chủ tịch nước trong chiến tranh, ông cùng Đảng Cộng sản Việt Nam, Tổng Bí thư Trung ương cùng chỉ đạo quân sự. Mặc dù vị trí Thủ tướng Phạm Minh Chính trên danh nghĩa chỉ đứng thứ ba, nhưng Hiến pháp Việt Nam trao cho ông quyền lực thực sự đáng kể để kiểm soát các cơ quan quyền lực thực sự khác. Đồng thời, ông có quyền tự quyết định và quyền điều hành hành chính lớn. Vì vậy, rút từ góc độ đảm bảo sự vận hành bình thường của xã hội hay những cân nhắc khác, Phạm Minh Chính khó có thể được bổ nhiệm làm Chủ tịch nước. Và ông này cũng nhận định, trong số đó, Vương Đình Huệ và Tô Lâm thì Tô Lâm có nhiều khả năng trở thành Chủ tịch nước hơn. Trước hết, Tô Lâm là Ủy viên Bộ Chính trị và đáp ứng được yêu cầu để làm Chủ tịch nước. Về trình độ chuyên môn và các điều kiện khác, ông Tô Lâm sinh năm 1957, tốt nghiệp Trường Cao đẳng Công an Nhân dân Việt Nam và có nhiều năm tham gia sâu vào hệ thống công an. Ông hiện giữ chức Bộ trưởng Bộ Công an, trực tiếp lãnh đạo lực lượng Công an Nhân dân Việt Nam và chịu trách nhiệm hoàn toàn về công tác an ninh, đối nội, đối ngoại. Trong hoàn cảnh hiện tại, không biết ông có sẵn lòng giữ chức vụ Chủ tịch nước hay không. Nếu ông vẫn có thể giữ chức Bộ trưởng Bộ Công an trong khi được thăng chức thành Bộ Tứ, thì có lẽ ông ấy sẽ sẵn sàng tiếp quản hơn. Tuy nhiên, xét từ các tiền lệ hiện có, ngoại trừ Chủ tịch Hồ Chí Minh từng giữ chức vụ Bộ trưởng Bộ Ngoại giao trong thời gian ngắn khi còn là Chủ tịch nước, không còn tiền lệ nào về việc một nguyên thủ quốc gia đồng thời giữ chức vụ Bộ trưởng Bộ Công an. Ông Vương Đình Huệ, hiện nay là Chủ tịch Quốc hội, đã là một trong tứ trụ. Nếu đảm nhận được chức vụ Chủ tịch nước thì thứ hạng của ông sẽ được nâng cao. Tuy nhiên, chính vì Chủ tịch Quốc hội là một trong tứ trụ nên việc ông Vương Đình Huệ từ Chủ tịch Quốc hội lên Chủ tịch nước rất có thể sẽ gây ra phản ứng dây chuyền, tương đương với việc nói rằng trong thời gian ngắn sẽ có hai vị trí cốt lõi trong tứ trụ có sự thay đổi về nhân sự. Tuy nhiên, theo truyền thông, Chủ tịch Quốc hội là Ủy viên Bộ Chính trị, Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam, thì một khi Vương Đình Huệ trở thành Chủ tịch nước cũng là sẽ sắp xếp hợp lý để ông Vương Đình Huệ trở thành Chủ tịch nước. Hiện nay, Phó Chủ tịch Quốc hội, Ủy viên Bộ Chính trị Trần Thanh Mẫn đảm nhiệm chức vụ Chủ tịch Quốc hội. Trần Thanh Mẫn sinh năm 1962, được bầu làm Ủy viên Bộ Chính trị Đảng Cộng sản Việt Nam tại Đại hội Toàn quốc lần thứ 13.
nếu không có tai nạn gì, đáng lẽ ông là một trong những ứng cử viên vào Bộ Chính trị Đại hội Toàn quốc lần thứ 14 và rất có thể ông sẽ kế nhiệm vị trí hiện tại của ông Vương Đình Huệ. Vì vậy, nếu ông Vương Đình Huệ trở thành Chủ tịch nước, Trần Thanh Mẫn sẽ có thể đảm nhiệm chức vụ Chủ tịch Quốc hội. Ngoài ra, điều đáng chú ý là hai năm qua, Việt Nam tiếp tục đấu tranh chống tham nhũng. Nhiều ủy viên Bộ Chính trị, Ban chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam đương nhiệm đã từ chức, nhưng không có thêm thành viên Bộ Chính trị nào như trước. Với số lượng ủy viên Bộ Chính trị giảm đi rất nhiều, vẫn chưa rõ liệu Việt Nam có còn thực hiện được sự đồng thuận hay không. Còn theo hãng Reuters, Thông tấn xã Việt Nam đưa tin, theo báo cáo của Ban Kiểm tra Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam và các cơ quan liên quan, ông Võ Văn Thưởng đã vi phạm điều cấm về hành vi của Đảng Cộng sản Việt Nam, Ủy viên Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam, Ủy viên Bộ Chính trị Trung ương, Ủy viên Ban Bí thư Trung ương. Ông không thực hiện tốt nhiệm vụ, gương mẫu. Những khuyết điểm sai lầm của ông Võ Văn Thưởng đã tác động tiêu cực đến dư luận, làm tổn hại đến uy tín của Đảng, đất nước và cá nhân của ông. Ông Võ Văn Thưởng nhận thức được trách nhiệm của mình trước Đảng Cộng sản Việt Nam, đất nước và nhân dân, nên đã có đơn xin từ chức ở nhiều chức vụ lên Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam xin nghỉ hưu. Hiện chưa rõ ông Võ Văn Thưởng vi phạm cụ thể những gì và theo bài báo của trang Reuters này nói rằng hiện chưa rõ những vi phạm của ông Võ Văn Thưởng. Theo đó, ông Võ Văn Thưởng có thể liên quan đến vụ án tham nhũng của Tập đoàn Phúc Sơn. Cơ quan giám sát cáo buộc Tập đoàn Phúc Sơn không hoàn thành như đã hứa các dự án thương mại tại một số tỉnh ở Việt Nam và vi phạm các quy định về kế toán. Bộ Công an Việt Nam đã bắt giữ một số quan chức ở các tỉnh Vĩnh Phúc, Vĩnh Long và Quảng Ngãi vì nhận hối lộ hoặc vi phạm trong các dự án. Trong đó có Cao Khoa, nguyên Chủ tịch Ủy ban tỉnh Quảng Ngãi, người từng làm việc với ông Võ Văn Thưởng từ năm 2011 đến năm 2014. Lúc đó là ông Võ Văn Thưởng đang làm Bí thư tỉnh ủy Quảng Ngãi. Và tờ báo này cũng lưu ý rằng, tại Hội nghị Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam tổ chức ngày 20 tháng 3, ngoài việc đồng ý đồng chí Võ Văn Thưởng từ chức, còn có quyết định khai trừ Hoàng Thị Thúy Lan khỏi chức vụ. Hoàng Thị Thúy Lan, nguyên là Ủy viên Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam, Bí thư tỉnh ủy tỉnh Vĩnh Phúc. Hoàng Thị Thúy Lan bị bắt do liên quan đến vụ án Tập đoàn Phúc Sơn Việt Nam. Tập đoàn Phúc Sơn vốn là một doanh nghiệp quy mô vừa hoạt động cấp huyện trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc. Từ năm 2015 đã trở thành một trong những công ty bất động sản lớn nhất Việt Nam, đảm nhận nhiều dự án trải dài từ Bắc vào Nam với tổng số vốn đầu tư hơn 1.000 tỷ đồng. Và tờ báo này còn nêu những thay đổi lớn trong lãnh đạo quốc gia của Việt Nam trong những năm gần đây đều liên quan đến hành động chống tham nhũng. Chỉ hơn một năm trước, cựu Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc đã tuyên bố từ chức vào tháng 1 năm ngoái để thể hiện trách nhiệm sau khi nhiều quan chức bị vạch trần những vi phạm hành vi không phù hợp trong thời kỳ dịch bệnh. Tháng 3 cùng năm, ông Võ Văn Thưởng được Ban chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam đề cử và bầu làm Chủ tịch nước mới thông qua cuộc bỏ phiếu của Quốc hội. Nhiệm kỳ ban đầu của ông Võ Văn Thưởng là đến năm 2026. Ông được cho là có mối quan hệ thân thiết với ông Nguyễn Phú Trọng. Còn theo tờ báo Nga Sputnik thì cho rằng những ai đã từng tiếp cận và đọc kỹ quy định số 37 QĐTU ngày 25 tháng 10 năm 2021 về những điều đảng viên không được làm đều hiểu rằng những đảng viên nào vi phạm vào những điều cấm đó là rất nghiêm trọng và để lại nhiều hậu quả cũng rất nghiêm trọng. Trong một nhiệm kỳ Đại hội Đảng Cộng sản Việt Nam mà có tới hai nhân sự Chủ tịch nước bị thay thế là điều đau xót nhưng lại là điều rất cần thiết. Tại kỳ họp bất thường sáng ngày 21 tháng 3, Quốc hội Việt Nam đã thông qua nghị quyết miễn nhiệm chức vụ Chủ tịch nước nhiệm kỳ 2021-2026 và cho thôi làm nhiệm vụ đại biểu Quốc hội khóa 15 với ông Võ Văn Thưởng. Trước đó, ngày 20 tháng 3, Ban chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam đã họp xem xét và quyết định cho ông Võ Văn Thưởng thôi chức vụ Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Trung ương Đảng khóa 13, Chủ tịch nước, Chủ tịch Hội đồng Quốc phòng An ninh, nhiệm kỳ 2021-2026. Việc Ban chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam trong phiên họp bất thường chiều ngày 20 tháng 3 đã thống nhất chấp nhận đơn xin từ chức của ông Võ Văn Thưởng. Cho ông này thôi các vị trí công tác trong Đảng không phải là chuyện bất thường. Đây là điều hoàn toàn bình thường khi trong công tác cán bộ của Đảng Cộng sản Việt Nam đã có những phương châm có lên, có xuống, có vào, có ra, chứ không thể nhất thành bất biến. Đây cũng là kết quả của quá trình ra soát quy hoạch cán bộ cấp chiến lược cho Đại hội Toàn quốc Đảng Cộng sản Việt Nam lần thứ 14 sẽ được triệu tập vào cuối năm 2025 hoặc đầu năm 2026. Theo pháp luật Việt Nam,
thì đại biểu Quốc hội được hưởng nhiều quyền ưu đãi, miễn trừ, trong đó có quyền được miễn điều tra hình sự trừ khi phạm tội quá nặng. Tuy nhiên, Đảng Cộng sản Việt Nam còn có điều lệ đảng, trong đó có quy định tiêu chuẩn, nhiệm vụ và quyền hạn của người đảng viên và quy định những điều đảng viên không được làm, nên Ủy ban Kiểm tra Trung ương hoàn toàn có quyền kiểm soát, rà soát đội ngũ đảng viên bất kỳ ở cấp nào theo quy định của điều lệ đảng và các văn bản hướng dẫn thi hành. Vì vậy, có thể thấy việc Trung ương xem xét và cho thôi chức vụ trong đảng cũng như kiến nghị Quốc hội xem xét bãi nhiệm các chức vụ do Quốc hội bầu ra theo thẩm quyền đối với ông Võ Văn Thưởng là kết quả của việc thực hiện quy trình rà soát, quy hoạch cán bộ, nguồn cấp chiến lược cho Đại hội Đảng lần thứ 14. Theo tâm niệm của Chủ tịch Hồ Chí Minh, một dân tộc, một đảng, một con người ngày hôm qua là vĩ đại, có sức hấp dẫn lớn, không nhất định, hôm nay và ngày mai vẫn được cho mọi người yêu mến và ca ngợi, nếu lòng dạ không còn trong sáng, nếu xa vào chủ nghĩa cá nhân. Chính vì vậy, cũng không có gì quá bất ngờ về việc ông Võ Văn Thưởng và trước đó là nhiều cán bộ cấp cao của Việt Nam phải từ chức khi còn đương nhiệm, như các ông Nguyễn Xuân Phúc, Vũ Đức Đam. Điều lệ Đảng Cộng sản Việt Nam và các văn bản hướng dẫn thi hành đã trao quyền cho Ủy ban Kiểm tra Trung ương Đảng công việc rất nặng nề và khó khăn, đó là giữ cho Đảng được trong sạch, giữ vững bản lĩnh chính trị của một Đảng Cộng sản, làm cho Đảng trong sạch, giữ cho đảng viên dù ở bất kỳ cấp nào phải giữ được lòng dạ trong sáng, không xa vào chủ nghĩa cá nhân, không làm những việc sai trái với quy định của điều đảng viên không được làm. Chính là giữ vững bản lĩnh chính trị của một Đảng cầm quyền, là nâng cao sức chiến đấu của Đảng để Đảng làm tốt hơn vai trò lãnh đạo cách mạng Việt Nam. Tuy thông cáo không nêu những tình tiết cụ thể về vi phạm của ông Võ Văn Thưởng, nhưng tất cả những ai đã từng tiếp cận và đọc kỹ quy định số 37 QĐ ngày 25 tháng 10 năm 2021 về những điều đảng viên không được làm đã công khai trên tất cả các phương tiện thông tin đại chúng đều hiểu rằng những đảng viên nào vi phạm vào những điều cấm đó là rất nghiêm trọng và để lại nhiều hậu quả cũng rất nghiêm trọng, tới mức không còn đủ uy tín để tiếp tục làm việc hoặc nặng hơn khi phải xử lý kỷ luật, thậm chí là xử lý hình sự. Điều này cho thấy sự nghiêm minh của kỷ luật đảng, không có ngoại lệ, không có vùng cấm đối với bất kỳ ai. Trang Sputnik cũng lập luận giữa hai trường hợp sai phạm của ông Võ Văn Thưởng. Khả năng thứ nhất là các sai phạm này diễn ra ở không gian khác trong thời gian trước đó nhưng chưa được làm rõ. Chỉ đến khi có một vụ việc nghiêm trọng nào đó xảy ra và được khởi tố, điều tra thì khi đó mới phát hiện ra sự liên quan của ông Võ Văn Thưởng. Điều này đã từng xảy ra với một số cán bộ cao cấp của Việt Nam trong quá khứ, như trường hợp các ông Hoàng Văn Hoan, Nguyễn Hà Phan. Và khả năng thứ hai là những sai phạm này diễn ra sau khi ông Võ Văn Thưởng đã được bầu làm chủ tịch nước. Do đó, cơ quan chức năng chắc chắn là không thể biết được những điều này đối với trường hợp thay thế giữa nhiệm kỳ đối với ông Nguyễn Xuân Phúc, nguyên chủ tịch nước, cũng là điều hoàn toàn chưa có tiền lệ trong gần 80 năm tồn tại của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, nên cũng tạo ra những khó khăn nhất định trong việc lựa chọn cán bộ. Tuy nhiên, vì trước đây hơn một năm, Ban chấp hành Trung ương khóa 13 đã biểu quyết lựa chọn ông Võ Văn Thưởng giới thiệu ứng cử chức vụ Chủ tịch nước, thì bây giờ Ban chấp hành Trung ương đề nghị Quốc hội Việt Nam miễn nhiệm chức vụ Chủ tịch nước đối với ông Võ Văn Thưởng là điều hợp tình, hợp lý, và Ban chấp hành Trung ương cũng phải chịu trách nhiệm về việc giới thiệu này. Và tờ báo này còn nhấn mạnh hơn nữa, việc xử lý một đảng viên, một cán bộ bình thường đã phải rất thận trọng vì việc xử lý chắc chắn ảnh hưởng tới sinh mạng chính trị của cán bộ đó, của đảng viên đó. Đối với cán bộ cấp cao, cán bộ cấp chiến lược, đặc biệt là nguyên thủ quốc gia thì càng phải thận trọng hơn nữa để không bị oan sai, không sót lọt. Vì thế mà quá trình điều tra làm rõ có thể kéo dài nhiều năm mới đem lại kết luận chính xác. Và tờ báo này cũng trích bài phát biểu của Chủ tịch Hồ Chí Minh: một đảng mà giấu giếm khiếm khuyết của mình là một đảng hỏng, một đảng có gan thừa nhận khuyết điểm của mình, vạch rõ những cái đó, vì đâu mà có khuyết điểm đó, xét rõ hoàn cảnh sinh ra khuyết điểm đó, rồi tìm mọi cách để sửa chữa khuyết điểm đó. Như thế là một đảng tiến bộ, mạnh dạn, chắc chắn chân chính. Vậy nên, trong một nhiệm kỳ của Đại hội Đảng Cộng sản Việt Nam mà có tới hai nhân sự Chủ tịch nước bị thay thế là điều đau xót, nhưng lại là điều rất cần thiết. Trên thực tế, không có một tổ chức nào, một con người nào tránh khỏi những va vấp, những sai lầm. Nhưng điều cần thiết hơn là cái nhìn thẳng vào sự thật, là nghiêm túc xem xét những sai lầm, khuyết điểm ấy để sửa chữa, để hạn chế những nguyên nhân dẫn đến sai lầm, hạn chế tác hại của điều kiện khách quan có thể làm phát sinh sai lầm là điều đặc biệt quan trọng và cần thiết.
Hơn 90 năm lãnh đạo cách mạng Việt Nam, đa số cán bộ lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị xã hội ở các cấp có năng lực, phẩm chất, uy tín, cán bộ cấp chiến lược, có bản lĩnh chính trị, kiên định mục tiêu. Tuy nhiên, trong Đảng vẫn còn tồn tại một số bộ phận tiêu cực. Vì vậy, tại sự kiện mới diễn ra mới đây, trong phiên họp đầu tiên của Tiểu ban Nhân sự chuẩn bị cho Đại hội Đảng lần thứ 14, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, trưởng tiểu ban này đã tuyên bố rất quyết liệt và rất thẳng thắn rằng những con người cũng có đủ những thứ chứng thật không lành mạnh, nói ra sức tế nhị, nhạy cảm. Nhận xét đánh giá như thế nào, nhất là nói về nhược điểm, khuyết điểm của nhau, bố trí sắp xếp vào đâu, liên quan đến danh dự, chế độ chính sách, hưởng thụ chức vụ cao, thấp, lợi ích bổng lộc, so sánh với người khác thế nào, vô cùng phức tạp, nhạy cảm, rất dễ phát sinh vấn đề tâm tư dây dứt, gây mất đoàn kết. Phải bằng mọi biện pháp, dứt khoát không đưa vào cơ quan lãnh đạo những người không xứng đáng, không đủ tiêu chuẩn, nhất là những người đã phạm sai lầm hoặc sa sút về phẩm chất đạo đức, vướng vào tham nhũng, chạy chức, chạy quyền, hống hách, gia trưởng, nịnh trên gạt dưới, bao che tội phạm, gây mất đoàn kết, ảnh hưởng xấu đến uy tín của Đảng. Để những người đó lọt được vào cương vị lãnh đạo là tai họa của Đảng, là tạo điều kiện cho họ ngày càng hại nước, hại dân nhiều hơn. Kính thưa quý vị, trên đây là những nhận định của truyền thông nước ngoài về sự kiện ông Võ Văn Thưởng xin từ chức. Có thể nói công cuộc đổi mới của đất nước do Đảng ta khởi xướng và lãnh đạo đã giành được những thành tựu to lớn, có ý nghĩa lịch sử, làm cho uy tín, vị thế của Việt Nam ngày càng được nâng cao trên trường quốc tế. Thế nhưng, càng đổi mới thành công thì các thế lực thù địch, phản động và cơ hội chính trị lại càng sôi lên, quyết liệt, chống phá, nhất là trên lĩnh vực chính trị, tư tưởng nhằm xóa bỏ vai trò lãnh đạo của Đảng. Họ cố tình lợi dụng, thổi phồng những hạn chế, khuyết điểm, những vấn đề bất cập nảy sinh trong quá trình đổi mới, nhất là vấn đề nhân sự của Ban chấp hành Trung ương, của Quân ủy Trung ương để xuyên tạc, bóp méo sự thật, bôi đen thành tựu đổi mới và hạ thấp uy tín, thanh danh của Đảng, Nhà nước, quân đội và nói xấu chế độ ta. Trong những ngày qua đã nhiều chiêu thức nổi bật. Chúng sử dụng thủ đoạn hoạt động diễn biến hòa bình, thúc đẩy tự diễn biến, tự chuyển hóa trong nội bộ, phi chính trị hóa, dân sự hóa quân đội nhằm thực hiện mục tiêu xóa bỏ vai trò lãnh đạo của Đảng, thủ tiêu thành quả cách mạng làm sụp đổ xã hội chủ nghĩa mà nhân dân ta đang xây dựng, hướng lái Việt Nam đi theo quỹ đạo của chủ nghĩa tư bản và chúng đưa ra những âm mưu xuyên tạc công tác cán bộ của Đảng ta. Thực ra, những âm mưu xuyên tạc công tác cán bộ của thế lực thù địch không có gì mới. Trước đó, mỗi khi Trung ương Đảng, Chính phủ, Quốc hội thực hiện các thủ tục miễn nhiệm, bổ nhiệm đối với một số đồng chí lãnh đạo cấp cao của Đảng và Nhà nước theo quy định của pháp luật và điều lệ Đảng, những chiêu trò xuyên tạc lại rộ lên mọc như nấm sau mưa. Những kẻ như Hoàng Trường, BBC News, RFA hay là Việt Tân và những đám chống phá bằng những luận điệu cũ rích nhưng vẫn được nhai đi nhai lại bằng cách tung lên không gian mạng nhiều sản phẩm dưới các hình thức như bài viết, video phỏng vấn trực tuyến, tọa đàm, v.v. Với các nội dung xuyên tạc, bẻ lái thuyết âm mưu vô cùng thâm độc, nhắm vào lãnh đạo cao cấp của Đảng và Nhà nước. Cụ thể trong những trường hợp này là những bịa đặt nhắm vào Đại tướng Tô Lâm và tưởng tượng ra cái gọi là cuộc đua vào ghế Tổng Bí thư. Luận điệu xuyên tạc công tác cán bộ của tên Hoàng Trường lần này lại ẩn chứa thêm nhiều nội dung nguy hiểm, pha trộn giữa các thông tin giả và thông tin thật, rồi suy diễn, cắt khúc theo chủ ý cá nhân để gây ra sự hoài nghi của công chúng. Thực tế, trong quá trình lãnh đạo cách mạng, Đảng Cộng sản Việt Nam luôn khẳng định vị trí, vai trò đặc biệt của công tác cán bộ và xây dựng đội ngũ cán bộ. Chủ tịch Hồ Chí Minh căn dặn, cán bộ là cái dây chuyền của nhà máy. Nếu dây chuyền không tốt, không chạy, thì động cơ dù tốt, dù chạy toàn bộ máy cũng bị tê liệt. Cán bộ là những người đem chính sách của chính phủ, của đoàn thể, thi hành trong nhân dân. Nếu cán bộ dở thì chính sách hay cũng không thể thực hiện được. Chính vì vậy mà công tác cán bộ, nhất là nhân sự cấp cao trong Đảng, Nhà nước, luôn là chủ đề thu hút sự quan tâm đặc biệt của xã hội. Đặc biệt với những vị trí trọng yếu trong các cơ quan, Đảng và Nhà nước, việc ai được bổ nhiệm và miễn nhiệm sẽ có ảnh hưởng trực tiếp đến tương lai vận mệnh của đất nước, luôn nhận được sự theo dõi của cộng đồng. Các đối tượng này đã lợi dụng điều này để tập trung đẩy mạnh việc tuyên truyền, bôi đen, làm sai lệch bản chất công tác nhân sự của Đảng và Nhà nước ta. Mưu đồ của những kẻ như Hoàng Trường nhằm công kích, bôi nhọ thân thế sự nghiệp, đưa tin sai trái, thất thiệt về đời tư, phẩm chất, mối quan hệ các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước, hòng gây hoang mang dư luận, từ đó hướng lái, kích động người dân, thực hiện các hành vi sai trái, tiếp tay cho hoạt động chống phá.
nên chúng ta phải hết sức cảnh giác và hãy loại bỏ những thông tin độc hại này. Còn quý vị nghĩ sao về vấn đề này? Hãy để lại bình luận. Nhớ đăng ký kênh để mỗi ngày theo dõi thêm nhiều tin tức đáng chú ý nhé. Còn bây giờ, xin kính chào và hẹn gặp lại.